Tại cuộc điện đàm với cao ủy thương mại EU Finn Hogan mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đề nghị EU sớm thúc đẩy thực thi hiệp định EVFTA trước ngày 1 tháng 8, để hai bên có thể tận dụng cơ hội từ hiệp định. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên ngay sau khi EVFTA được các đại biểu quốc hội bấm nút phê chuẩn với 100% số phiếu tán thành. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã thông báo với cao ủy thương mại EU về việc Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua hiệp định EVFTA tại phiên họp sáng ngày 8 tháng 6. Đồng thời, Quốc hội cũng đã phê chuẩn công ước 105 của ILO đúng với lộ trình. Phía EU đánh giá cao sự kiện Quốc hội Việt Nam phê chuẩn hiệp định và coi đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên. Hai bên đã thống nhất thúc đẩy sớm triển khai dự án hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN, trong đó có hỗ trợ liên quan đến thương mại dành cho Việt Nam, Arise cộng Việt Nam dự án này sẽ hỗ trợ chính phủ việt nam tận dụng được những lợi ích từ cam kết thương mại khu vực và song phương với trọng tâm là công tác triển khai thực thi hiệp định evfta bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh khẳng định việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác eu để đảm bảo dự án được triển khai trong thời gian sớm nhất có thể và thực hiện một cách hiệu quả hỗ trợ tối đa hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam cũng như việc thực thi evfta trong quá trình triển khai đề nghị eu ưu tiên giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của cả hai phía bộ công thương cho biết hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa sẵn sàng cùng tham gia triển khai các hoạt động thiết thực giúp đỡ các doanh nghiệp phía eu đánh giá cao sáng kiến này khi mời cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thực thi hiệp định và cho biết phái đoàn eu tại hà nội sẽ cùng phối hợp để triển khai về việc thành lập nhóm tư vấn trong nước dag việt nam khẳng định thực thi đúng và đầy đủ các cam kết trong hiệp định evfta và phù hợp với pháp luật việt nam việt nam cũng đang triển khai các bước trong nội bộ để có thể thành lập một nhóm tư vấn trong nước thực thi cam kết này